Rồi, xin chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục hôm nay làm một cái clip thông báo hàng về nhé. Thì chiều em nay em về được vài sản phẩm của những hãng nổi tiếng. Trước mắt anh em đó là một con âm ly Acouphe E800. Đây là hàng siêu thị Nhật về. Đó, có một con hàng điện 100V anh em nhé. Giá con này là trên 200. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ cho em nhé. Một con dòng Acouphe E800 là đầu bảng nhất của Acouphe hiện nay, thì anh em nào yêu thì phone ngay nhé. Đây là một con giá trên 200 triệu nha. Rồi đây là một con, thì tiếp tục con thứ hai, đó là con lọc xì Luckman. Đây là một con dòng lọc xì rất là hiếm, rất ít có trên thị trường. Lọc xì Luckman, con này là G11. Và em đã cho nó mặc thêm một chiếc áo gọi là hộp gỗ phủ bóng pino, gỗ lạng phủ bóng pino rất đẹp, rất đẹp luôn. Anh em nào yêu thì những cái dòng lọc xì của Luckman này có của Luckman đó anh em nhớ là nó chất âm rất là hay. Tại vì linh kiện bên trong sử dụng toàn là những linh kiện cấp, nhìn bên ngoài nó rất là đơn giản nhưng bên trong rất là đẹp. Em cũng đã có phân tích những cái clip cũ rồi, hôm nay em về được một con tuyệt đẹp. Thì giờ anh em nào yêu thì phone ngay cho em nhé, giá không rẻ nha, giá không có rẻ. Cũng chỉ mắc hơn con lọc xì 80 chút xíu thôi nha. Một con lọc xì rất là đáng cho anh em chơi, Luckman G11 nha, hộp gỗ bóng pino tuyệt đẹp. Đấy, rồi một con bao Acouphe E620-260. Bao Acouphe E260, con này thì có hộp gỗ nha, con không hộp gỗ thì em đã bán rồi. Con này có hộp gỗ nha. Đây nè em nha, con này có hộp gỗ. Và đặc biệt thì B60-260 thì nó có clutch A anh em nhé, có clutch A, có clutch AB luôn, có hai đồng hồ rô rất to. Và về mức giá thì con bao B260 này thì đang có mức giá tại shop là con này thì đang có mức giá là 21.500. Con này có hồi gỗ, hộp gỗ luôn anh em nhé, 21.500 thôi. Tiếng rất là hay, tiếng rất là hay nha. Rồi tiếp tục có một số phụ kiện dây. Hôm nay em về thì đây một đống dây em chưa có rảnh làm cho anh em mà bán cũng ngơi rồi. Hôm nay thì về được đây trong lô là có một cặp cặp dây AV của Acouphe. Hàng này là hàng xịn sò theo máy nhá, còn nguyên dây chưa mở ra, hàng nêu không bóc. Thì con này giá, nếu mà giá cũ thì nó vào tầm khoảng hơn 2 triệu ha, 2 triệu 7 gì đó. Còn con này thì em về nó là không có hộp, nhưng mà là như mới anh em nha. Đầu rắc màu vàng, bên trong đây là dây xịn sò chứ không phải ba dây China anh em nha, lưu ý. Cái nào China thì mình báo China. Đây là dây theo đầu, theo máy. Em mua được một cặp thôi. Giá con này là 3 triệu đồng anh em nha, 3 triệu đồng. Cho anh em chơi nha, có 3 triệu. Rồi thì những cái dây rẻ hơn thì đây là dây ba lăng và dây AV của Vanderhui, là dòng 3T. Thì có ba lăng với AV đều là 1.8 triệu, hàng lên đầu xịn công ty luôn. Dây là dây xịn hết nha, không phải là dây China. Và đây thì có ba bộ dây loa. Với ba bộ dây loa đợt này của đợt về của Vanderhui, đây là dòng dây Vanderhui CS122. Và con này thì được đầu rắc là đầu rắc hãng luôn, cũng Vanderhui luôn chứ không phải là đầu rắc cũng đầu rắc, không phải là đầu rắc rẻ nữa nhá anh em nhé. Đầu Vanderhui để xịn sò nhé. Đó, coi như toàn phần là hàng công ty hết, nhưng không có hộp. Dòng này có hộp thì rất là đắt, và không có hộp thì giá nó tốt hơn cho anh em chơi. Và giá của nó là 4 triệu rưỡi một bộ bao ship nha, 4 triệu rưỡi một bộ. Đây em có 3 bộ thôi nha, có 3 bộ. Dây này dây đồng màu bạc rất là hay. Có một cặp da của phay xịn sò thôi. Rồi tiếp tục thì chiều hôm nay em về được cặp loa khủng long. Em đi ra đây. Đây là cặp tai nôi Kensington GR nguyên thùng shop, hàng neo Nhật mới về. Và một cặp Tubri GR cũng neo mới về luôn, hai cặp. Thì giá của Tubri GR này, Kensington GR này có giá là 235 triệu anh em nhé. Giá công ty mới là khoảng 350 triệu. Giá của em là 235 triệu bao ship. Tay noi Tubri GR hàng neo. Giá chỉ có giá công ty thì đâu đó là khoảng chính thức là 159, giá sell up của công ty cũng 120 mấy rồi. Mà giá tại shop em chỉ có 110 mấy thôi. 110 mấy đến 120 là hết giá rồi. Anh em nào yêu hãy phone ngay cho em nhé. Có hai cặp hôm nay về.
thì hôm nay chiều nay về được bao nhiêu đây sản phẩm nhé, anh em nào yêu thì phone ngay cho em. Tới đây thì em xin kết thúc và xin cảm ơn anh em rất nhiều.